vào di tích, tôi như cảm nhận được khí thiêng của đất trời tụ hội trong không gian dợp bóng cây. Tương truyền rằng đền Trình được xây dựng cách đây hàng ngàn năm, đây là nơi thờ thần núi Sóc và cũng là điểm tham quan đầu tiên trong chuyến đi ngày hôm nay. Đối diện chùa Đại Bi là đền Mẫu, nơi thờ mẫu thân của Đức Thánh Gióng. Ngôi đền đơn sơ nhưng vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh. Một mái nhà tranh, một ao cá nhỏ tái hiện lại ngôi nhà êm đềm thuở xưa của Đức Thánh Gióng. Đường dẫn lên trên tượng đài Thánh Gióng. Nếu muốn đi nhanh, chúng ta có thể đi xe, còn nếu muốn ngắm cảnh, có thể lựa chọn đi bộ giống Nam Phương. Trên đường xuống núi, tôi dừng chân ghé thăm một ngôi chùa cổ, chùa Non Nước. Một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, dựa lưng vào vách núi. Với đền Sóc là về với dấu ấn của cội nguồn dân tộc. Hãy đến và khám phá những nét đẹp của thiên nhiên, của những di tích văn hóa và lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ, bạn nhé!